Quý bạn đọc và quý thính giả thân mến, để giúp cho mọi người có thêm cơ hội tiếp cận với những cuốn sách hay và bổ ích, Alpha Books đã đồng hành với chương trình và gửi tặng một số sách nói. Chương trình Cùng Bạn Đọc Sách xin trân trọng giới thiệu và gửi đến các bạn. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Điểm bùng phát. Làm thế nào những điều nhỏ bé tạo nên khác biệt lớn lao? Malcolm Gladwell. Lời bạn mới bởi Malcolm Gladwell. Điểm bởi Lydia Morris Brown. Về tác giả: Malcolm Gladwell trước là phóng viên mảng khoa học và sau đó là trưởng đại diện của báo Washington Post ở thành phố New York 1987-1996. Hiện ông đang là cây bút của tờ New Yorker. Ông cũng là tác giả của cuốn sách ăn khách Blink: The Power of Thinking Without Thinking. Trong Trước Mắt, Sức Mạnh của Suy Nghĩ Không Cần Suy Nghĩ. Các khái niệm chính: điểm bùng phát khi điều ngoài dự liệu trở thành trong dự liệu. 1. Cách tốt nhất để hiểu các ý tưởng, sản phẩm, thông điệp, hành vi và bất kỳ thay đổi bí ẩn nào ghi dấu trong đời sống hàng ngày là coi chúng như những đại dịch phát tán theo cách thức tương tự như virus. Vì lẽ đó, lây lan là thuộc tính ngoài dự liệu của tất thảy mọi điều. 2. Trong các đại dịch, những thay đổi nhỏ bé có thể bằng cách nào đó tạo ra các tác động lớn lao. 3. Và trong các đại dịch, những thay đổi không diễn ra dần dà mà xảy ra vào đúng thời khắc kịch tính. Cái tên được đặt cho thời khắc khi mọi thứ có thể cùng lúc thay đổi này là điểm bùng phát. 4. Tuy nhiên, có nhiều cách để làm bùng phát đại dịch qua những người mang bệnh, làm lây truyền bệnh lây nhiễm quy luật thiểu số, qua bản thân tác nhân lây nhiễm, yếu tố kết dính và qua môi trường mà tác nhân lây nhiễm đang hoạt động, sức mạnh hoàn cảnh. 5. Khi một đại dịch bùng phát, nó sẽ bị bật ra khỏi trạng thái cân bằng vì một thay đổi nào đó đã xảy ra trong ít nhất một vũ đài kể trên. Giới thiệu. Cũng trong cái ngày mà Paul River phi ngựa từ Boston ngược lên mạn Bắc loan tin rằng người Anh sắp tấn công, William Doris cũng phi sang mạn Tây truyền đi thông điệp tương tự. Thế nhưng vì cớ gì chuyến đi của River còn được nhắc đến tận ngày nay, trong khi các nỗ lực của Doris hiếm khi nhận được một dòng dù là chú thích trong lịch sử? Vì cớ gì doanh số của loại giày da lộn Hush Puppies tăng từ chỉ 30.000 đôi năm 1994 lên hẳn 430.000 đôi năm 1995 và đạt mức kỷ lục 1.720.000 đôi năm 1996? Và vì sao trong khoảng thời gian từ năm 1992 đến năm 1997, số vụ giết người ở thành phố New York giảm 64,3%, còn tổng số vụ phạm tội giảm xuống gần một nửa? Điểm bùng phát tìm hiểu nguyên cớ vì sao các ý tưởng, thông điệp và các hành vi lại thường do một hoặc hai người châm ngòi, khiến chúng lan rộng như một căn bệnh truyền nhiễm, làm thay đổi xã hội đột ngột và ngoài dự liệu. Hợp đủ mọi giai thoại và dữ kiện thực tế để minh họa cho các khái niệm trong dịch tễ học, tâm lý học, xã hội học và động lực nhóm, Gladwell đã trả lời hai câu hỏi cơ bản, cốt yếu của cái mà các nhà giáo dục, các vị phụ huynh, các nhà marketing, các nhà kinh doanh và các nhà hoạch định chính sách muốn hiểu được. Tại sao một số ý tưởng, hành vi, sản phẩm có thể khơi mào đại dịch, trong khi những số khác thì không? Và người ta có thể chủ tâm làm gì để khởi phát và kiểm soát những đại dịch tích cực của riêng mình? Phần 1. Đại dịch và nguyên tắc lây truyền của đại dịch. Năm 1994, Wolverine, công ty sản xuất Hush Puppies, loại giày da lộn, lông xù, cổ điển của Mỹ, quyết định rút dần ra khỏi nhãn hàng từng một thời nổi danh. Doanh số của sản phẩm này đã giảm xuống còn 30.000 đôi một năm. Việc buôn bán chủ yếu là nhờ những đại lý nằm ở các khu vực xa xôi và những cửa hàng gia đình ở các thị trấn nhỏ. Thế nhưng năm 1995, công ty bán được 430.000 đôi. Năm tiếp theo, công ty bán được gần 2 triệu đôi và năm sau nữa, con số vẫn tiếp tục tăng. Đột nhiên một lần nữa, Hush Puppies lại trở thành món đồ không thể thiếu trong tủ đồ của thanh niên Mỹ. Năm 1992, thành phố New York ghi nhận 2.154 vụ giết người và 626.182 vụ phạm tội nghiêm trọng. Nhưng rồi đến một điểm giới hạn bí ẩn nào đó, tỷ lệ tội phạm giảm mạnh.
trong vòng 5 năm, số vụ giết người giảm 64,3% xuống còn 770 vụ và tổng số vụ phạm tội giảm khoảng chừng một nửa xuống còn 355.893 vụ. Theo Gladwell, những sự kiện này là các ví dụ điển hình về những đại dịch trong thực tiễn và minh họa cho giả thuyết các ý tưởng, sản phẩm, thông điệp và hành vi phát tán hệt như virus. Doanh số của Hush Puppies tăng và tỷ lệ phạm tội của một thành phố giảm, tưởng như chẳng có mấy điểm tương đồng. Tuy nhiên, thực tế là chúng chia sẻ chung một khuôn thức cơ bản. Đầu tiên, chúng là điển hình cho cơ chế lây truyền. Thứ hai, trong cả hai trường hợp, những thay đổi nhỏ bé đều tạo ra những tác động lớn lao. Và thứ ba, cả hai thay đổi đều diễn ra chóng vánh. Ba đặc điểm này là ba nguyên tắc xác định cách thức đợt bùng phát bệnh sởi lan khắp trường sở hay cách thức dịch cúm tấn công chúng ta mỗi mùa đông đến. Tuy nhiên, đặc điểm thứ ba quan trọng hơn cả. Nó là nguyên tắc để hiểu hai nguyên tắc đầu tiên cũng như đưa đến kiến giải sâu sắc nhất cho nguyên do tại sao những thay đổi hiện tại lại diễn ra như vậy. Nó là thứ mà Gladwell gọi là điểm bùng phát, khoảnh khắc dữ dội trong một đại dịch khi mọi thứ cùng lúc thay đổi. Trong hai năm 1995-1996, số lượng trẻ em mới sinh nhiễm bệnh giang mai ở Baltimore đã tăng 500%. Trung tâm kiểm soát bệnh cho rằng chính ma túy là cú thúc để căn bệnh này bùng phát thành đại dịch dữ dội. John Zenneman, một chuyên gia của trường John Hopkins về các bệnh lây truyền qua đường tình dục, lại cho rằng chính sự xuống cấp của các dịch vụ y tế ở những khu vực nghèo nhất của thành phố là nguyên nhân gây ra đại dịch. Còn John Potterat, một nhà dịch tễ học hàng đầu, thì đổ trách nhiệm gây ra đại dịch cho sự phân tán chủng tộc giữa Đông và Tây Baltimore. Potterat lưu ý, bệnh giang mai chỉ giới hạn ở những khu vực nhất định của Baltimore suốt nhiều năm trời, cho đến khi hai công trình nhà ở bị phá hủy và mọi người bắt đầu chuyển khỏi những dãy nhà cũ trong các khu đó. Với sự di rời chỗ ở này, nhiều người buộc phải sống ở các khu vực khác của thành phố, và họ mang theo mình căn bệnh giang mai cũng như các hành vi tình dục xã hội. Gladwell giữ vững nhận định có hai điểm cần chú ý trong ba lời giải thích này. Thứ nhất là không một lời giải thích nào đề cập đến một sự kiện kịch tính, tức là chỉ cần một thay đổi nhỏ nhất cũng có thể thay đổi đáng kể trạng thái cân bằng của đại dịch. Ma túy đá đã tồn tại ở Baltimore từ nhiều năm, nhưng sự gia tăng vi tế trong tính nghiêm trọng của vấn đề cũng đủ để khởi phát đại dịch giang mai. Các cơ sở y tế STD không phải bị đóng cửa hẳn, số lượng cơ sở chỉ giảm từ 17 xuống 10. Và không phải toàn bộ đất nước Baltimore đều bị đào rỗng. Chỉ cần một số công trình nhà ở bị phá bỏ và người dân ở một số khu buôn bán chính bỏ nhà đi là có thể làm giang mai bùng phát. Điều thứ hai về ba lời giải thích, và Gladwell tin rằng đây có lẽ là điểm thú vị hơn cả, là tất cả đều mô tả những cách thức bùng phát đại dịch khác hẳn nhau. Khi gợi ý rằng sự ra đời và phát triển của loại ma túy gây nghiện có thể thay đổi môi trường đến độ một căn bệnh vì đó mà bùng phát, Trung tâm Kiểm soát Bệnh CDC đang nói đến hoàn cảnh chung. Tuy nhiên, khẳng định của Zenneman lại là về bản thân căn bệnh. Khi số lượng cơ sở y tế bị cắt giảm, giang mai được cho một cách tồn tại mới, biến đổi từ căn bệnh truyền nhiễm cấp tính sang truyền nhiễm mãn tính. Còn đối với Potterat, ông lại tập trung vào con người. Ông bảo vệ ý kiến cho rằng căn bệnh này được mang bởi một mẫu cá nhân cụ thể, rất nghèo, hoạt động tình dục tích cực và có thể cũng sử dụng ma túy. Và khi mẫu người này đột nhiên được đưa tới một khu vực mới, nơi giang mai chưa từng là vấn đề, căn bệnh sẽ có cơ hội bùng phát, nó sẽ bật ra khỏi trạng thái cân bằng. Các đại dịch có nhiều cách khởi phát vì có vẻ như trách nhiệm gây ra chúng thuộc về người mang tác nhân lây nhiễm, bản thân tác nhân lây nhiễm và môi trường mà trong đó tác nhân lây nhiễm hoạt động. Gladwell gọi bộ ba tác nhân thay đổi này là quy luật thiểu số, yếu tố kết dính và sức mạnh hoàn cảnh. Ba quy tắc của điểm bùng phát, quy luật thiểu số, yếu tố kết dính và sức mạnh hoàn cảnh mang lại một cách hiểu về đại dịch. Chúng cho chúng ta biết định hướng về cách thức cần tiến hành để đạt đến điểm bùng phát. Quy luật thiểu số là ví dụ trong nguyên tắc 80-20 trong kinh tế học, với ý tưởng là trong bất kỳ tình huống nào cũng có khoảng 80% công việc được thực hiện bởi 20% người tham dự.
Đây là nguyên tắc giải thích tại sao 20% số người lái xe mô tô lại gây ra 80% vụ tai nạn, 20% người uống bia lại uống 80% loại bia, và trong hầu hết các xã hội, 20% tội phạm gây ra 80% vụ phạm tội. Tuy nhiên, theo Gladwell, khi nói tới đại dịch, tỷ lệ mất cân đối này thậm chí còn khốc liệt hơn. Chỉ có một tỷ lệ phần trăm rất nhỏ số người thực hiện phần lớn công việc, tức là trong một quá trình hoặc hệ thống nhất định, một số người có vai trò quan trọng hơn hẳn những người khác. Theo đó, thành công của bất kỳ đại dịch xã hội nào cũng phụ thuộc nhiều vào sự tham gia của những cá nhân được phú một tập tài năng xã hội cụ thể. Tác giả gọi các cá nhân này là người kết nối, nhà thông thái và người bán hàng, những người điều khiển đại dịch truyền khẩu. Ngay cả trong kỷ nguyên truyền thông đại chúng hiện nay, truyền khẩu vẫn là dạng thức truyền thông quan trọng nhất của con người. Nhiều chuyên viên quảng cáo tin rằng chính vì nỗ lực marketing ngày nay quá phổ biến nên những yêu cầu truyền khẩu trở thành dạng thức thuyết phục duy nhất mà hầu hết mọi người đáp lại. Tuy nhiên, truyền khẩu vẫn hàm chứa nhiều bí ẩn. Con người luôn truyền đi đủ mọi loại thông tin cho nhau, nhưng rất hiếm khi một trao đổi như vậy có thể khởi nên đại dịch. Chính ở đây vai trò của người kết nối và khái niệm về 6 cấp độ phân tách xuất hiện. 6 cấp độ phân tách không có nghĩa là mọi người được kết nối với những người khác chỉ trong 6 bước, mà có nghĩa là có một số người có thể kết nối với bất kỳ ai khác chỉ qua vài bước. Những người khác sẽ kết nối với thế giới thông qua thiểu số đặc biệt này. Vì lẽ đó, truyền khẩu không đơn giản là việc một người nói với người khác về một nhà hàng mới và người đó lại kể cho một người bạn, người này sẽ đi kể tiếp với một người bạn khác và cứ thế. Thay vào đó, nó bắt đầu khi tại một thời điểm nào đó trong chuỗi, có ai đó kể cho người kết nối. Những người kết nối chúng ta với thế giới, những người là cầu nối, những người giới thiệu chúng ta với nhóm xã hội của họ, những người mà chúng ta dựa dẫm nhiều hơn những gì chúng ta tưởng là người kết nối, những người được phú cho tài năng đặc biệt để tập hợp thế giới. Những thiểu số đặc biệt này, tức những người kết nối, là người mà ai trong chúng ta cũng có thể tiếp cận chỉ bằng vài bước, bởi họ vì một lý do nào đó có thể cư ngụ và tập hợp các giới, tiểu nhóm văn hóa, nhóm trọng điểm khác nhau lại với nhau. Khả năng kết nối các giới khác nhau là chức năng của một điều thuộc về bản năng trong tính cách của họ. Đó là sự kết hợp giữa sự ham học hỏi, tự tin, khả năng giao thiệp xã hội và năng lượng giúp họ liên kết với bất kỳ ai mà họ gặp gỡ. Trong khi đa phần mọi người luôn lựa chọn người mà mình muốn tìm hiểu và từ chối những người có vẻ không phù hợp, những người ở nhầm chỗ hay những người mà họ không gặp nhiều năm trời, thì người kết nối lại lựa chọn biết tất cả. Nếu như có những chuyên gia kết nối mọi người với nhau, thì cũng có những chuyên gia được gọi là nhà thông thái, kết nối con người với thông tin. Gladwell lưu ý rằng đôi khi hai nhóm chuyên gia này là một và như nhau. Được biết đến như là giám sát viên về giá hay nhà thông thái thị trường, nhóm này có thông tin về nhiều loại sản phẩm, giá cả hoặc địa điểm khác nhau, và ta có thể thấy họ trong mọi tầng lớp xã hội và mọi nhóm kinh tế xã hội. Vâng, họ là những người bị ám ảnh với việc làm sao có được thương vụ hời nhất. Tuy nhiên, khi tìm ra cách, họ mong muốn chia sẻ với người khác nữa. Họ là những chuyên gia lấy động lực từ xã hội, và đây là điều khiến họ nổi bật. Nó không liên quan nhiều đến việc họ biết gì, mà liên quan đến việc họ truyền điều đó đi như thế nào. Theo Gladwell, việc các nhà thông thái muốn giúp đỡ chỉ vì thích giúp đỡ khiến giới thiệu của họ hấp dẫn hơn ý kiến tư vấn của một chuyên gia phải trả phí. Và đây cũng là phương tiện cực kỳ hiệu quả để thu hút sự chú ý của người khác. Giả sử người kết nối nói với 10 người về những nơi nên lưu lại ở thành phố Los Angeles, và có thể một nửa trong số đó sẽ nghe theo lời khuyên này. Trong khi đó, một nhà thông thái nói với 5 người về những nơi nên lưu lại, nhưng thông tin họ đưa ra xác quyết đến độ tất cả đều tin theo. Vì lẽ đó, hai nhóm này là những nhân cách hoạt động khác nhau. Họ hành động vì những lý do khác nhau, nhưng cả hai đều có năng lực khởi phát đại dịch truyền khẩu. Nếu là ngân hàng dữ liệu, thì nhà thông thái sẽ đưa ra thông điệp. Còn nếu là chất keo xã hội, thì người kết nối sẽ phát tán đi. Tuy nhiên, Gladwell cũng lưu ý rằng, để các đại dịch xã hội khởi phát, mọi người phải tin theo đến mức hành động thật sự. Chính ở đây, vai trò của người bán hàng xuất hiện. Họ là nhóm tinh tuyển,
có kỹ năng gây ảnh hưởng đến những người còn chưa mấy tin tưởng. Người bán hàng có ảnh hưởng lớn đối với người khác. Họ giỏi thể hiện tình cảm và cảm xúc. Điều này có nghĩa là họ dễ làm lây lan cảm xúc hơn nhiều so với hầu hết mọi người. Họ là những người mang, những người có khả năng biểu đạt cao và họ cũng là những người đặc biệt nhạy cảm. Không phải vì rằng lây lan cảm xúc là một thứ bệnh, mà cơ chế hoạt động của chúng là như nhau. Hartfield, Casey Apple và Rapson, Emotional Contagion. Trong ngành virus học có một nguyên lý nổi tiếng như sau. Đại dịch không chỉ bùng phát bởi nỗ lực đặc biệt của một số người mang có chọn lọc. Đôi khi chúng còn bùng phát khi một biến cố xảy ra làm biến đổi chính bản thân đại dịch. Ví dụ, chúng ta hãy cùng tìm hiểu đại dịch cúm nổi tiếng năm 1918. Khi bùng phát vào mùa xuân năm đó, dịch cúm còn tương đối nhẹ. Nhưng qua mùa hè, đã có một biến đổi lạ lùng nào đó với loại virus này. Và cuối cùng, chỉ trong 6 tháng tiếp theo, nó đã cướp đi sinh mạng của khoảng 20 đến 40 triệu người trên khắp thế giới. Cách thức phát tán của virus không hề thay đổi. Chỉ có điều virus đột nhiên dễ gây chết người hơn. Theo Gladwell, đây là yếu tố kết dính và nó có ý nghĩa to lớn đối với cách thức xem xét các đại dịch xã hội cũng như virus. Theo đó, có những cách thức cụ thể để đảm bảo thông điệp có tác động, tức là thông điệp không bị nghe tai này ra tai kia. Hầu hết mọi người, cũng như nhiều chuyên gia marketing, nói to và nhiều lần những điều họ phải nói hết lần này đến lần khác để đảm bảo người nghe ghi nhớ. Tuy nhiên, Gladwell lưu ý rằng các nhà marketing trực tiếp, những học trò thật sự về tính kết dính, đã phát hiện thấy nhỏ và tinh tế thì hiệu quả hơn. Nói cách khác, trong một xã hội tràn ngập thông tin, điều người ta cần là những thay đổi vi tế, nhưng đáng kể trong cách thể hiện, cách thức khiến thông tin thiết thực và mang tính cá nhân hơn, thay vì những tràn thông tin mới hay thông tin bổ sung dồn dập. Vì vậy, chìa khóa vấn đề không phải là phẩm chất cố hữu của ý tưởng trình bày, mà là khởi phát thông điệp bằng cách men theo mép biên với cấu trúc và định dạng ý tưởng. Như Zeniman đã nhận thấy, các đại dịch chịu tác động to lớn bởi hoàn cảnh, tức điều kiện ảnh hưởng, tình huống và những chi tiết cụ thể trong môi trường mà chúng vận động. Vì vậy, sức mạnh hoàn cảnh cho rằng con người nhạy cảm với môi trường hơn nhiều so với vẻ bên ngoài. Không chỉ có vậy, những kiểu thay đổi hoàn cảnh có khả năng làm bùng phát đại dịch rất khác so với những gì người ta hình dung lúc đầu. Trong suốt thập niên 1990, tình trạng phạm tội bạo lực khắp nước Mỹ giảm vì những lý do khá dễ hiểu. Nạn buôn bán trái phép ma túy đá bắt đầu giảm, nền kinh tế phục hồi mạnh mẽ và sự già hóa chung của dân số. Đồng nghĩa với việc có ít người nằm trong độ tuổi chịu trách nhiệm gây ra phần lớn các vụ bạo lực, nam giới trong độ tuổi 18 đến 24. Trong cùng giai đoạn này, tình hình tội phạm ở thành phố New York cũng giảm, nhưng vì những lý do có phần phức tạp hơn. Vì một lẽ, nền kinh tế của thành phố không chỉ đình trệ, mà việc cắt giảm phúc lợi trong thời gian gần đó đã khiến các khu dân cư nghèo nhất càng thêm túng quẫn. Nạn buôn bán ma túy đá giảm cũng là một yếu tố, nhưng nó đã giảm liên tục từ trước khi tình hình tội phạm có những dấu hiệu lạc quan. Do làn sóng nhập cư ồ ạt trong thập niên 1980, nên dân số thành phố này đang trở nên trẻ hơn thay vì già đi. Và trong khi tác động của các kiểu xu hướng thường diễn ra dần già, thì ở New York, mọi thứ lại không hề như vậy. Gladwell cho rằng, một điều gì đó khác mà James Wilson và Chuck Kelling gọi là lý thuyết cửa sổ vỡ, hẳn nhiên đã góp phần đảo ngược đại dịch bạo lực của thành phố. Theo hai tác giả của lý thuyết trên, nếu một ô cửa sổ bị vỡ và bỏ mặc đó, không ai sửa chữa, mọi người sẽ kết luận rằng không ai phải chịu trách nhiệm và cũng chẳng ai quan tâm. Chẳng mấy chốc sẽ có thêm nhiều ô cửa sổ bị vỡ và ý thức vô chính phủ sẽ lan rộng, gửi đi tín hiệu cho thấy điều gì cũng có thể xảy ra. Các bức tranh graffiti, nạn gây rối trật tự công cộng, ăn xin hung hãn, chấn lột, cướp bóc, v.v. Vì vậy, động lực thực hiện một kiểu hành vi nhất định không xuất phát từ mẫu người cụ thể mà từ đặc tính của môi trường. Sự gia tăng của những ô cửa sổ vỡ trở thành lời mời mọc cho các cá nhân thực hiện những vụ vi phạm nghiêm trọng hơn, đơn giản là vì môi trường cho họ thấy họ có thể thoát được. Gladwell lưu ý rằng, hầu hết những giải thích chính thức cho hành vi phạm tội đều nói đến tội phạm như những đối tượng bị ức chế tâm lý hay như những đối tượng có quan hệ không tốt với cha mẹ và do đó thiếu đi hình mẫu đứng đắn.
có một số tài liệu mới nói về những gen có thể đẩy các cá nhân đến hành vi phạm tội. Và có những người lại nói đến các vụ phạm tội như là hệ quả từ thất bại trong vai trò giáo dục đạo đức của cha mẹ, nhà trường và cộng đồng. Về cơ bản, những lý thuyết này coi kẻ phạm tội là người thiếu nhạy cảm với các quy chuẩn xã hội thông thường. Lý thuyết cửa sổ vỡ và sức mạnh hoàn cảnh lại nhận định điều ngược lại. Chúng đưa ra giả thuyết những tên tội phạm thường nhạy cảm với môi trường, cảnh giác với đủ mọi loại manh mối và dễ bị thôi thúc thực hiện hành vi phạm tội theo cảm thức của mình về thế giới xung quanh. Trong thập niên 1960, các nhà tự do chủ nghĩa đã nói về tầm quan trọng của môi trường, xét được góc độ những yếu tố xã hội cơ bản như sự bất công, sự bất bình đẳng về cấu trúc kinh tế và thờ ơ xã hội. Vì lẽ đó, việc ngăn chặn tội phạm đòi hỏi những bước hành động mang tính anh hùng. Tuy nhiên, sức mạnh hoàn cảnh lại cho rằng trong môi trường chỉ có số ít mới đóng vai trò quan trọng nhất. Ngay cả những vụ án nghiêm trọng xảy ra tại hệ thống xe điện ngầm của thành phố New York cũng được ngăn chặn bằng việc loại bỏ các biểu hiện nhỏ của tình trạng mất trật tự, hình vẽ graffiti và nạn trốn vé, những biểu hiện mời gọi các hành vi phạm tội nghiêm trọng hơn. Gladwell tin rằng ý tưởng này có ý nghĩa to lớn. Ông cũng lưu ý rằng hiểu biết trước đây về cách xử lý đại dịch tội phạm đã dẫn đến sự chú trọng tới các biện pháp phòng vệ, đặt thêm khóa cửa để giữ chân kẻ trộm, tống giam tội phạm lâu hơn và hoặc chuyển ra khu vực ngoại ô, chẳng có mấy tác dụng phòng ngừa. Tuy nhiên, khi người ta hiểu rằng những yếu tố cụ thể và tương đối nhỏ trong môi trường, tức là những điều mà họ có thể thay đổi thực sự, có thể đóng vai trò là điểm bùng phát, tư tưởng chủ bại phòng vệ của họ thay đổi hoàn toàn. Tác giả phát hiện ra rằng những nhóm nhỏ khăng khít cũng có sức mạnh khuếch đại tiềm năng đại dịch của một thông điệp hay ý tưởng. Với những ai quan tâm đến việc khởi phát đại dịch, tức đạt tới điểm bùng phát, có một nguyên lý đơn giản để phân biệt nhóm có thẩm quyền xã hội thực sự với nhóm ít thẩm quyền hơn. Gladwell gọi nguyên lý này là quy tắc 150, một cách thức tác động ngoài dự liệu đến tiến trình đại dịch xã hội của hoàn cảnh. Dung lượng kênh, một khái niệm trong tâm lý học nhận thức, cho rằng con người chỉ có thể xử lý cùng lúc nhiều thông tin trước khi bị chìm ngập trong đó. Giả thuyết này nói đến năng lực trí tuệ, tức khả năng xử lý thông tin thô. Tuy nhiên, giới hạn tự nhiên thú vị nhất có lẽ là cái mà ta có thể gọi là dung lượng kênh xã hội. Nhà nhân chủng học người Anh Robin Dumba cho rằng con người là loài xã hội hóa thành nhóm lớn nhất trong tất cả các loài linh trưởng, vì con người là những động vật duy nhất có bộ não đủ lớn để xử lý các yếu tố phức tạp trong sắp xếp xã hội. Kết hợp thêm thông tin về tỷ lệ vỏ não trước cho người Homo sapiens, ông đã phát hiện ra một nhóm gồm xấp xỉ 147,8, khoảng 150 cá nhân, dường như là số lượng cá nhân lớn nhất mà chúng ta có thể thật sự có quan hệ xã hội, kiểu quan hệ diễn ra trong sự hiểu biết về việc họ là ai và họ liên quan đến chúng ta như thế nào. Vì lẽ đó, Gladwell kết luận rằng, nếu các nhóm đóng vai trò như những lồng ấp thông điệp lây truyền, chúng phải được duy trì dưới ngưỡng điểm bùng phát 150. Vượt quá ngưỡng đó, các rào cản về cấu trúc sẽ xuất hiện, cản trở khả năng của nhóm trong việc đi đến thỏa thuận và hành động với tiếng nói chung. Vì lẽ đó, vượt quá dấu mốc 150 là thay đổi nhỏ có thể tạo nên khác biệt lớn lao, và đây là nghịch lý của đại dịch để tạo ra xu hướng lây lan. Trước hết, người ta phải tạo ra thật nhiều xu hướng nhỏ. Phần 2. Quy luật thiểu số, yếu tố kết dính và sức mạnh hoàn cảnh trong cuộc sống hàng ngày. Gladwell công nhận rằng đôi khi vấn đề và tình huống mà con người đối mặt trong cuộc sống hàng ngày không phải lúc nào cũng thể hiện rõ nét các nguyên tắc của đại dịch. Ví dụ, Geoffrey Moore cho rằng có sự khác biệt đáng kể giữa những người khởi phát xu hướng và ý tưởng công nghệ và những người cuối cùng sẽ đi theo nó. Hai nhóm này có thể đứng cạnh nhau trong phổ truyền khẩu nhưng truyền thông với nhau kém. Người ưa đổi mới hay người chấp nhận ban đầu là những người nhìn xa trông rộng, muốn có những thay đổi mang tính cách mạng, tức một điều định tính khiến họ nổi bật hẳn so với các đối thủ. Họ khởi đầu với những công ty nhỏ nhưng sẵn sàng mạo hiểm mua công nghệ mới trước khi nó được hoàn thiện hay kiểm chứng, hoặc trước khi hạ giá. Mục tiêu của họ là có bước nhảy đột phá về phía trước. Ngược lại, đa số ban đầu là những công ty lớn phải cân nhắc xem thay đổi sẽ ăn khớp như thế nào với hệ thống nhà cung cấp và phân phối phức tạp của mình.
Mục tiêu của những người theo chủ nghĩa thực dụng này là tạo ra tiến bộ dần dà, có thể đo đếm và dự đoán. Vì hai quan điểm này về cơ bản là không tương thích, cho nên tất cả các sản phẩm công nghệ cao đều gặp thất bại, không bao giờ vượt ra khỏi nhóm người chấp nhận ban đầu. Những công ty chế tạo sản phẩm dường như không tìm ra được cách biến ý tưởng mà người đổi mới thấy tuyệt vời thành ý tưởng mang lại cho các thành viên của nhóm đa số ban đầu cảm thức tương tự. Gladwell tin rằng chính ở đây người kết nối, nhà thông thái và người bán hàng đóng vai trò quan trọng nhất. Mặc dù lý luận của Moore chỉ liên quan đến công nghệ cao, nhưng nó cũng đúng với các kiểu đại dịch xã hội khác. Những thiểu số đặc biệt là những người làm cho đổi mới có thể nối liền khoảng cách giữa người chấp nhận ban đầu và đa số ban đầu. Họ lấy ý tưởng và thông tin từ giới chuyên môn và chuyển chúng sang thứ ngôn ngữ mà tất cả mọi người đều có thể hiểu được. Ta có thể phân tích quá trình này khi xem xét tin đồn, đối tượng có sức lây truyền nhất trong mọi thông điệp xã hội. Các nhà tâm lý học đã phát hiện ra rằng bóp méo gần như là quá trình phổ biến khi phát tán tin đồn. Ví dụ trong các thí nghiệm về trí nhớ, đối tượng thí nghiệm được cho đọc một câu chuyện hoặc xem một bức tranh và sau đó được yêu cầu tái hiện lại. Họ phát hiện ra rằng hiện tượng xóa bỏ đáng kể để tạo cân bằng luôn xảy ra. Mặc dù chỉ có một số chi tiết bị cắt bỏ, nhưng cũng có những chi tiết nhất định được điều chỉnh cho thêm phần sắc bén. Nhà xã hội học Gordon Allport, tác giả của cuốn The Psychology of Rumor, Tâm lý của tin đồn, kết luận rằng trong nỗ lực tạo ra ý nghĩa, các đối tượng thí nghiệm đã cô đặc và điền đầy để đạt được cấu trúc tốt hơn, cấu hình đơn giản, có ý nghĩa hơn. Đây là điều mà Gladwell muốn nói đến qua từ chuyển ngữ. Để một ý tưởng có tính lây truyền, nhà thông thái, người kết nối và người bán hàng phải điều chỉnh nó sao cho các chi tiết không liên quan sẽ bị cắt bỏ, còn những chi tiết khác sẽ được phóng đại. Làm sao để bản thân thông điệp mang ý nghĩa sâu sắc hơn? Vì lẽ đó, nếu bất kỳ ai muốn khởi phát một đại dịch, dù đó là đại dịch Hush Puppies, hành vi hay công nghiệp, người đó sẽ phải nhờ đến những người kết nối, nhà thông thái, người bán hàng chuyển ngữ thông điệp của người đổi mới thành điều mà phần còn lại của thế giới có thể hiểu được. Hút thuốc lá vị thành niên là một hiện tượng thú vị và khó hiểu khác của cuộc sống hiện đại. Một hình thức tự biểu đạt mà ở nhiều mặt có nét tương đồng với đại dịch tự tử của giới trẻ ở Micronesia. Đầu thập niên 1960, gần như rất ít người biết về nạn tự tử ở Micronesia. Sau đó, một cách bí ẩn, vấn nạn này bắt đầu gia tăng nhanh và mạnh. Cho đến cuối thập niên 1980, tỷ lệ tự tử trên đầu người ở vùng này đã cao nhất thế giới. Tỷ lệ tự tử ở nam giới trong độ tuổi từ 15 đến 24 của đảo là khoảng 160 trên 100.000 người, cao gấp 7 lần so với tỷ lệ tự tử ở Mỹ. Vì lẽ đó, tự tử trở thành điều bình thường, được kích phát bởi những vụ việc dù là nhỏ nhất. Thanh thiếu niên kết thúc cuộc sống của mình vì nhìn thấy bạn gái bên cậu trai khác, vì cha mẹ không cho thêm tiền mua bia hay tiền mua đồng phục tốt nghiệp, hay chỉ vì bị giày la do làm ồn. Điều hiếm hoi và ngẫu nhiên trong văn hóa phương Tây thì ở Micronesia đã trở thành một nghi thức tuổi mới lớn với những quy tắc và biểu tượng riêng. Khi nạn tự tử trở nên thường xuyên hơn trong các cộng đồng người Micronesia, bản thân ý niệm này đã đạt đến một mức độ thân thuộc nhất định, nếu không muốn nói là lôi cuốn thanh niên, và tính chết người của hành động dường như đã bị tầm thường hóa. Nạn nhân gần như luôn là nam giới, đang ở cuối độ tuổi thiếu niên, chưa kết hôn và sống cùng gia đình. Sự kiện thúc đẩy hành vi luôn thuộc về các vấn đề nội tại, cãi vã với bạn gái hoặc cha mẹ. Trong hầu hết các trường hợp, nạn nhân chưa bao giờ thử hay thậm chí đe dọa tự tử. Thư tuyệt mệnh thường cho thấy lòng tự tôn bị tổn thương và cảm giác cay đắng. Đây là một hình thức phản đối trước sự ngược đãi mà họ cảm nhận được, chứ không phải sự trầm cảm. Hành động thường xảy ra vào đêm cuối tuần sau một chầu rượu với bạn bè. Và chỉ ngoại trừ một số trường hợp, còn lại tất cả các nạn nhân đều tự kết thúc cuộc đời mình theo cùng một trình tự. Giao thức này gần như là thủ tục được tuân thủ nghiêm ngặt. Theo nhà nhân chủng học Donald Rubinstein, khi số lượng các vụ tự tử tăng, ý niệm này tự nó nuôi dưỡng nó, lây nhiễm sang các thanh thiếu niên ở độ tuổi trẻ hơn, tự chuyển đổi từ một điều khó có thể mường tượng thành thứ gì đó thôi thúc và tự gắn vào văn hóa địa phương.
Gladwell cho rằng đó là lý do tại sao đại dịch tự tử ở Micronesia có thể liên quan đến vấn nạn hút thuốc lá, một đại dịch tự hủy hoại có tính lây truyền khác được các thanh niên thực hiện với tinh thần thử nghiệm, bắt chước và nổi loạn. Trong cả hai trường hợp, chính vấn đề hành động thiếu suy xét bằng cách nào đó đã trở thành một hình thức quan trọng của sự tự biểu đạt. Những người nghiên cứu về nạn tự tử nhận xét rằng, ở một số nơi và trong một số hoàn cảnh, hành động tự kết thúc cuộc sống của một người có thể có tính lây truyền, tự tử dẫn tới tự tử. David Phillips, một nhà xã hội học của trường đại học UC San Diego, đã phát hiện ra rằng những vụ tự tử được loan tin rầm rộ cấp cho người khác, đặc biệt là những người dễ làm theo các gợi ý, giấy phép thực hiện hành động lệch lạc này. Các câu chuyện tự tử là một dạng quảng cáo tự nhiên đối với một phản ứng cụ thể cho vấn đề. Những người chết trong các vụ tự tử công khai rầm rộ, những người mà cái chết của họ đã cấp cho người khác giấy phép được chết, có chức năng tương đương như người bán hàng và đóng vai trò là điểm bùng phát trong đại dịch tự tử truyền khẩu. Ngoài ra, giấy phép được cấp không chỉ là một lời mời chung chung mà còn là một tập chỉ dẫn hết sức chi tiết, cụ thể đối với những con người nhất định trong những tình huống nhất định, chọn lựa cái chết theo những cách thức nhất định. Vì lẽ đó, đây không còn là hành động đơn thuần mà là một phát biểu. Vấn nạn hút thuốc trong độ tuổi thiếu niên cũng tuân theo logic tương tự. Gladwell đặt câu hỏi cho những người hút thuốc đã trưởng thành và phát hiện thấy rằng hút thuốc dường như gợi dậy những ký ức tuổi thơ sống động, chính xác và đầy cảm xúc liên quan đến sự tinh tế. Những người trả lời mô tả một cách nhất quán về những cá nhân cụ thể, người bán hàng, những người đã kéo họ vào hành động hút thuốc theo cùng một cách thức. Đó là những người hướng ngoại, khao khát đam mê, biết trước thời cơ và là những người ngang ngạnh, sớm phát triển ý thức tình dục, trung thực, bỏ ngoài tai ý kiến của người khác, bốc đồng và năng nổ. Đây là định nghĩa gần như toàn diện về hình mẫu mà nhiều thanh thiếu niên bị cuốn hút theo. Những người đó không thú vị vì họ hút thuốc mà họ hút thuốc vì họ thú vị. Điểm đơn giản này lại là yếu tố cần thiết để hiểu tại sao cuộc chiến với vấn nạn hút thuốc lại thất bại thảm hại. Từ năm 1988, tổng số người hút thuốc trong độ tuổi thiếu niên ở Mỹ đã tăng 73%. Các phong trào phản đối hút thuốc xì vào ngành công nghiệp thuốc lá vì đã tô điểm khiến hút thuốc trông thật hấp dẫn và gắng sức thuyết phục thanh thiếu niên tin rằng hút thuốc không phải là việc gì sành điệu. Tuy nhiên, vấn đề ở đây là hút thuốc chưa bao giờ được coi là sành điệu mà người hút thuốc mới được coi là như vậy. Đại dịch này cũng tương tự như đại dịch tự tử ở Micronesia, các đại dịch truyền khẩu hay đại dịch S. Tất cả đều bắt đầu vì ảnh hưởng khác thường của một số người bán hàng có chọn lọc. Ngoài việc thể hiện quy luật thiểu số, đại dịch hút thuốc lá ở lứa tuổi thanh thiếu niên cũng là một minh họa tuyệt vời cho yếu tố kết dính. Việc một thiếu niên có hình thành thói quen này hay không phụ thuộc vào việc liệu em có tiếp xúc với người bán hàng cấp giấy phép thực hiện hành vi lệch lạc đó hay không. Điều này liên quan đến khả năng lây truyền mà trong đó chức năng của người truyền thông điệp đóng vai trò chủ yếu. Tuy nhiên, việc một thiếu niên có thích thuốc lá đủ để tiếp tục sử dụng chúng hay không lại phụ thuộc vào một tập tiêu chí khác, phản ứng ban đầu cụ thể của cá nhân đó đối với nicotine. Đây là yếu tố kết dính và nó chủ yếu là thuộc tính của thông điệp. Những người không lây nhiễm ngay từ điếu thuốc ban đầu và thấy trải nghiệm này tệ hại đến độ không bao giờ hút lại có lẽ là những người có cơ thể cực kỳ nhạy cảm với nicotine và không thể thích ứng với ngay cả liều lượng nhỏ nhất. Những người hút thuốc cho vui, chipper, giống như những người bia rượu khi có dịp, họ kiểm soát được thói quen của mình. Tất cả những người hút thuốc khởi đầu đều là hút thuốc cho vui. Tuy nhiên, có một số vẫn dừng lại ở mức hút cho vui, họ không bao giờ vượt lên mức hút nặng. Có lẽ trong người họ có gen tách lạc thú ra khỏi nicotine, nhưng không có gen xử lý nicotine ở liều lớn. Trong khi đó, những người hút nặng có thể là người có đồng thời cả hai gen. Nicotine còn được biết đến với tác dụng giải tỏa buồn chán và căng thẳng. Vì vậy, những người trong cơn buồn chán và căng thẳng sẽ hút thuốc nhiều hơn những người bình thường. Nghiện nicotine không thể là sự phát triển tức thì. Hầu hết mọi người đều cần thời gian để nghiện thuốc và chỉ vì thiếu niên hút thuốc ở độ tuổi 15 không có nghĩa là chắc chắn các em sẽ mắc nghiện. Chúng ta có khoảng chừng 3 năm để ngăn các em. Luận điểm quan trọng nhưng thường mất tâm trong lối nói Hoa Mỹ của các cuộc chiến chống hút thuốc là điều khiến hút thuốc có tính lây truyền hoàn toàn khác với những thứ khiến nó kết dính.
Điều này có nghĩa là khi tìm kiếm điểm bùng phát trong cuộc chiến chống hút thuốc lá, người ta phải quyết định đâu là phía dễ tấn công nhất của đại dịch. Chúng ta nên cố gắng giảm tính lây truyền của việc hút thuốc, ngăn những người bán hàng phát tán virus hút thuốc. Hay tốt hơn là chúng ta nên tìm cách giảm tính kết dính của nó, tìm kiếm những cách thức khiến tất cả những người hút thuốc trở thành người hút cho vui. Như Gladwell lưu ý, chiến dịch chống hút thuốc tập trung vào việc tăng giá, cắt quảng cáo, phát đi những thông điệp công khai về sức khỏe, giới hạn khả năng tiếp cận của người trẻ tuổi và chặn đứng tầm ảnh hưởng của những người bán hàng hút thuốc lá. Tuy nhiên, trong suốt thời gian diễn ra những chiến dịch rộng khắp và tưởng như toàn diện này, nạn hút thuốc ở lứa tuổi thiếu niên vẫn hoành hành. Ông cho rằng thay vì cố gắng giải quyết toàn bộ vấn đề theo cách này, xã hội cần giải quyết điểm bùng phát ở khía cạnh tính kết dính mà theo ông là có liên quan đến trạng thái trầm cảm và ngưỡng nicotine. Những bằng chứng ban đầu cho thấy hút thuốc và trầm cảm có thể có cùng một gốc gen. Ít nhất ở một mức độ nào đó, trầm cảm được cho là hệ quả từ vấn đề sản xuất các chất hóa học chủ yếu của não bộ, serotonin, dopamine và norepinephrine, góp phần tạo cảm giác tự tin, ưu thế làm chủ và sự vui thỏa. Trong khi những loại thuốc như Zoloft và Prozac cải thiện tình trạng trầm cảm vì thúc đẩy não bộ sản ra nhiều serotonin, thì nicotine thúc đẩy não bộ sản ra nhiều dopamine và norepinephrine hơn. Những người hút thuốc không chỉ thấy khó cai thuốc vì họ bị nghiện nicotine, mà còn vì nếu không có nicotine, họ sẽ có nguy cơ mắc bệnh tâm thần. Khi đó, hóa ra là nếu người hút thuốc được điều trị trầm cảm, thói quen hút thuốc của họ có thể dứt bỏ dễ dàng hơn nhiều. GlaxoSmithKline đã thử nghiệm loại thuốc chống trầm cảm được bán dưới tên Zepan ở những người nghiện thuốc nặng và tìm được những kết quả đáng chú ý. Thành công ban đầu của loại thuốc này chứng tỏ rằng có thể tìm thấy điểm bùng phát kết dính trong nạn hút thuốc bằng cách tập trung vào trầm cảm và do đó khai thác khả năng dễ nghiệm trong quá trình nghiện thuốc. Gladwell cũng phát hiện ra điểm bùng phát tiềm năng thứ hai liên quan đến tính kết dính, có liên quan đến cách thức phát triển của thói nghiện hút thuốc. Khi thử hút thuốc lần đầu, tất cả các thiếu niên đều hút cho vui và hầu hết các em đều bỏ, không bao giờ hút lại. Một số tiếp tục hút cho vui trong nhiều năm mà không mắc nghiện, và khoảng 1/3 em còn lại sẽ trở thành những người hút thường xuyên. Tuy nhiên, thường thì các em sẽ cần khoảng 3 năm để từ hút thuốc thi thoảng chuyển sang hút thuốc thường xuyên, và sau đó có một sự tăng tiến dần cho 5-7 năm tiếp theo. Vì vậy, chúng ta có một khoảng trống 3 năm để ngăn việc hút thuốc trở thành thói quen nghiện ngập. Ngoài ra, nghiện nicotine không phải là hiện tượng tuyến tính. Dường như có một điểm bùng phát gây nghiện hay một ngưỡng nào đó. Những người hút dưới một số lượng điếu thuốc nhất định, không có con số chính xác cho tất cả mọi người, sẽ không mắc nghiện. Nhưng nếu vượt qua con số đó, họ sẽ đột nhiên thành kẻ nghiện ngập. Neil Benowitz và Jack Henningfield, hai chuyên gia được cho là hàng đầu về nicotine, đã tiến hành phỏng đoán bằng kinh nghiệm rằng những người hút thuốc cho vui là những người có thể hút tới 5 điếu thuốc một ngày, tức khoảng từ 4 đến 6mg nicotine mà không mắc nghiện. Vì vậy, họ cho rằng cần yêu cầu các công ty thuốc lá giảm lượng nicotine sao cho ngay cả những người hút nặng nhất, khoảng 30 điếu mỗi ngày, cũng không thể tiếp nhận quá 5mg nicotine trong vòng 24 giờ đồng hồ. Họ cho rằng cấp độ này cần tương xứng để ngăn chặn hoặc giới hạn sự phát triển thói quen nghiện ở hầu hết những người trẻ. Cùng lúc đó, nó vẫn có thể cung cấp đủ nicotine cho khẩu vị và kích thích cảm xúc. Thanh thiếu niên sẽ tiếp tục thử hút thuốc vì thói quen này có tính chất lây truyền, vì những người bạn cùng lứa sành điệu đều hút thuốc và vì các em muốn hòa nhập, đây cũng là những lý do khiến các em luôn thử nghiệm. Nhưng nếu cấp độ nicotine được giảm xuống dưới ngưỡng gây nghiện, thói quen sẽ không còn tính kết dính. Hút thuốc sẽ không còn giống bệnh cúm mà giống như cơn cảm lạnh, dễ nhiễm nhưng cũng dễ tan. Nhận xét, ý tưởng viết điểm bùng phát xuất phát từ loạt bài của Gladwell về đại dịch AIDS khi ông là phóng viên của tờ Washington Post. Khi tìm hiểu về HIV, ông đã kinh ngạc trước giả định của các nhà đại dịch học, những người nghiên cứu về đại dịch, về kích thước và lý do các thay đổi xảy ra, cũng như sự khác biệt của các giả định này so với suy nghĩ của phần lớn chúng ta về sự thay đổi. Cụm từ điểm bùng phát xuất phát từ thế giới đầy những điều ngoài dữ liệu này. Nó là cái tên được đặt cho khoảnh khắc khi virus đạt tới số đông tới hạn trong đại dịch. Khi được thể hiện trên đồ thị, điểm bùng phát là điểm mà tại đó đường đồ thị đột nhiên vọt lên thẳng đứng.
Hào hứng trước khái niệm này, Gladwell đã đặt câu hỏi, sẽ thế nào nếu điểm bùng phát xuất hiện ngoài ngành y tế, trong mọi lĩnh vực của xã hội? Và nếu vậy, đâu là ý nghĩa thực tiễn cho các cá nhân, tổ chức và cộng đồng? Điểm bùng phát là tiểu sử về khám phá này. Ý tưởng đơn giản cho rằng tính lây truyền, tức đại dịch, là một thuộc tính ngoài dự liệu của tất cả mọi dạng tồn tại, và chúng ta phải ghi nhớ điều này khi thừa nhận và bắt mạch sự thay đổi của đại dịch. Các ví dụ mà Gladwell sử dụng để minh họa cho ý tưởng này: chuyến đi của Paul River, xu hướng Hush Puppies, mức độ phổ biến của Sesame Street, sự nổi lên trở thành cuốn sách ăn khách của Divine Secrets of the Yaya Sisterhood, sự sụt giảm của tình hình vi phạm pháp luật ở New York, sự xuất hiện của nhà thờ Methodist, cuộc săn tìm kho báu của Columbia Record Club, vấn nạn tự tử và hút thuốc ở độ tuổi thiếu niên, cho thấy rằng sự lây truyền không chỉ là một hình ảnh ẩn dụ, nó thật sự có liên quan đến mọi khía cạnh của đời sống chúng ta. Chúng tôi nhấn mạnh cụm từ mọi khía cạnh để làm nổi bật thực tế là không có một cuốn sách hướng dẫn từng bước marketing đơn giản nào. Vâng, nó thể hiện khung thực tiễn và có tác dụng mạnh để phát triển những hiểu biết về cách tìm kiếm số đông tới hạn cho sản phẩm. Đổi mới và thông điệp. Tuy nhiên, nó vượt qua khỏi ứng dụng kinh doanh để đưa đến một lối tư duy ngoài lối mòn, nhưng hết sức thuyết phục về những nguyên tắc cơ bản phản trực quan trong hành vi của con người. Lối tư duy có thể có tác động tốt lên cách thức xã hội giải quyết người nghiện ma túy, các Columbine, AIDS, điều kiện sản sinh ra một Bernie Ghost và hơn thế nữa. Mặc dầu điểm bùng phát nói về sự thay đổi và cách thức để hiểu tại sao thay đổi xảy ra mạnh mẽ đến vậy, nó cũng nói về hy vọng ở dạng thức của những giải pháp băng cứu thương, giải pháp không tốn kém, tiện lợi và hết sức linh hoạt cũng như hiệu quả cho đủ mọi loại vấn đề và sức mạnh của cái một. Gợi ý đọc sách, thời gian đọc 15 đến 17 giờ. Mặc dù điểm bùng phát là sự tổng hợp nghiên cứu khoa học về đại dịch học, tâm lý học, xã hội học và động lực nhóm, các vấn đề khoa học được minh họa một cách khéo léo trong các nghiên cứu, ví dụ và các giai thoại dành cho độc giả phổ thông. Tuy nhiên, dù dễ tiếp cận như vậy, nhưng quả thật Gladwell có khuynh hướng viết dài dòng và lặp lại, đảo đi đảo lại cũng như vắt véo một phương diện của mỗi khái niệm trọng yếu nhiều lần, từ chương này sang chương khác. Chương 3, yếu tố kết dính, Sesame Street, Blue's Clues và virus giáo dục, đặc biệt dày đặc những trường hợp như vậy. Ngoài ra, bạn sẽ thấy có những đoạn đặc biệt dài, nhiều đoạn dài tới nửa trang sách, không cho người đọc chút thời gian nghỉ ngơi. Tuy vậy, những lỗi nhỏ này không làm giảm đi sự thích đáng của cuốn sách hay ngăn bạn nhận ra những cách thức hiểu và hành động mới. Với những trở ngại tiềm năng đối với đà tiến bước của bạn, theo chúng tôi, bạn nên lên kế hoạch đọc một cách cẩn trọng, chuẩn bị đọc một chương mỗi lần. Bạn có thể cần vài lần để hấp thụ toàn bộ chương 3 và dành thời gian suy tưởng về những gì bạn vừa đọc. Một phần đáng kể trong nội dung bạn đọc có thể mâu thuẫn với cảm thức hiện có của bạn về thế giới. Vì vậy, bạn sẽ cần thời gian để thực hiện việc kiểm tra và ta đánh giá của riêng mình. Chúng tôi tin rằng sự chuẩn bị hoàn hảo cho nhiệm vụ này là đọc lời giới thiệu, kết luận và lời bạt trước khi xử lý phần còn lại của nội dung. Phương pháp này có thể giúp kích thích khẩu vị của bạn, giúp bạn tập trung trước những lần lặp lại của Gladwell. Biết rõ điểm đến sẽ giữ sức cho bạn khi bạn đi qua nhiều vòng cua chữ S gặp phải trên đường. Một lần nữa, chúng tôi cho rằng bạn nên giữ nhịp chính mình, có thể là bằng cách đọc đoạn giới thiệu, kết luận và lời bạn theo ít nhất là 2 giai đoạn. Nội dung: chương 1, 3 quy tắc của đại dịch. Chương 2, người kết nối, nhà thông thái và người bán hàng. Chương 3, Sesame Street, Blue Clues và virus giáo dục. Chương 4, Bernie Ghost và sự tăng giảm của tình hình tội phạm ở thành phố New York. Chương 5, con số thần kỳ 150. Chương 6, tin đồn, dày đến mềm và sức mạnh của sự chuyển ngữ. Chương 7, tự tử, hút thuốc và cuộc truy tìm điếu thuốc không kết dính. Chương 8, tập trung, thử nghiệm và tin tưởng. Lời bạn, các bài học, điểm bùng phát trong thế giới thực. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại trong các chương trình sau.